cảnh báo đâm va phía trước. Tất cả cảnh báo va chạm của Movon đều được tính toán bằng thời gian có thể dẫn đến va chạm dựa trên thuật toán tính khoảng cách giữa hai xe và vận tốc thực tế của xe mình. Đây là công nghệ độc đáo của Movon. Con mắt thứ ba có thể liên tục đo được khoảng cách đầu xe của bạn và đuôi xe phía trước. Vận tốc sẽ được lấy trực tiếp tín hiệu thông qua bộ can sensor khác, hoàn toàn thiết bị khác khi lấy tốc độ bằng GPS có độ trễ và không chính xác, dẫn tới vô cùng nguy hiểm. Khi hai xe trở nên quá gần so với tốc độ di chuyển, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo bằng hình màu đỏ và phát cảnh báo bằng âm thanh giúp tài xế kịp thời điều chỉnh khoảng cách hai xe và giảm tốc độ, giúp cho tránh được tai nạn và lái xe an toàn hơn.